Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vui và Vía của bọn mình. Thì cũng sắp Tết rồi các bạn. Mình sẽ làm một vài món chua để ăn, bởi vì trong Tết thì thịt cá rất là nhiều, ăn rất là dễ bị ngán. Hôm nay mình sẽ làm cái món là dưa chuột ngâm chua ngọt các bạn. Thì để làm món này rất là nhanh và rất là đơn giản luôn. Các bạn có thể làm trong vòng một buổi là mình có ăn rồi. Thì thành phần để làm cái món dưa chuột ngâm chua ngọt này, thì đầu tiên ở đây là mình sử dụng khoảng 700g dưa chuột nha các bạn. Cái đó là mình sử dụng 3 củ hành tây nè, vài trái ớt, 300ml giấm gạo nha các bạn. Cái đó ở đây là 250g đường cát trắng nè. Một hồi mình sẽ sử dụng khoảng 20g muối. Và cuối cùng ở đây là một chút xíu bột nghệ. Thì cái món ăn này nguyên liệu nó chỉ có như thế thôi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mình làm nha. Thì trước khi làm thì các bạn hãy dành một chút xíu thời gian để các bạn nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cái món dưa chuột ngâm chua ngọt. Thì đầu tiên để làm cái món dưa chuột ngâm chua ngọt này các bạn, thì mình sẽ chuẩn bị mình cắt mỏng dưa chuột ra nha. Ở đây mình sẽ lấy cái ruột dưa chuột ra luôn. Mình sẽ cạo bỏ cái ruột này. Đây các bạn có thể bỏ và không bỏ cái ruột này cũng được nha các bạn. Nhưng mà mình thích bỏ cái ruột này đi để hồi ăn cho nó giòn á. Cái món dưa chuột ngâm chua ngọt này các bạn thì mình làm sau 3 tiếng đồng hồ là mình có thể ăn được rồi đó. Thì trong những ngày Tết này có cái món này để ăn thì nó sẽ đỡ ngán hơn khi mà mình ăn thịt cá liên tục đó các bạn. Và cái việc mà mình bỏ cái ruột này nè các bạn, thì nó cũng sẽ giúp cho mình bảo quản cái món dưa chuột này nó được lâu hơn đó. Nếu mà các bạn không ăn ngay thì mình có thể cho cái dưa chuột này vào trong ngăn mát tủ lạnh và mình để được cả tuần lễ nha các bạn. Còn mà khi mà mình có cái ruột này thì mình phải ăn cho nó sớm, tại vì để lâu cái ruột nó sẽ mềm. Rồi dưa chuột sau khi mà mình đã bỏ ruột như thế này hết rồi nè các bạn, mình sẽ sắc mỏng ra nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ ướp dưa chuột này với muối nha các bạn. Đó, mình sẽ cho khoảng 20g muối ban đầu của mình vào đây nè. Rồi sau đó mình sẽ ướp cái chỗ dưa chuột với muối này lên, thì mục đích đó để mình cho cái nước trong cái dưa chuột này nó ra bớt các bạn. Mình sẽ ướp muối với dưa chuột trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi. Rồi xong rồi đây các bạn, mình sẽ để đây 1 tiếng rưỡi nha, cho cái nước trong dưa chuột này nó ra. Rồi 1 tiếng rưỡi sau mình sẽ quay lại với cái món dưa chuột muối chua ngọt của mình nha. Dưa chuột của mình sau khi mình đã ngâm được 1 tiếng rưỡi rồi các bạn, bây giờ tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị tới hành tây nha, để tí nữa mình cho vào dưa chuột luôn. Rồi hành tây mình cũng sẽ sắc lát mỏng thôi các bạn, đơn giản. Vì là cái hành tây của mình tí nữa mình ngâm vào luôn trực tiếp vào cái nước ngâm dưa chuột của các bạn, cho nên mình không cần thiết phải ngâm nước lạnh để cho nó bớt hăng đâu nha. Rồi đây nè các bạn, đây là cái phần dưa chuột sau khi mình ngâm nước muối nãy giờ nè. Đó, 1 tiếng rưỡi rồi nè, các bạn thấy không, nó ra rất là nhiều nước nè. Bây giờ mình sẽ đem đi vắt bỏ cái nước này, sau đó mình sẽ trộn hành tây vào đây. Rồi đây nè các bạn, mình đã vắt bỏ nước rồi nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái hành tây của mình vào. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều dưa chuột với hành tây lên. Rồi vậy là ok nè các bạn, mình sẽ để cho cái chỗ dưa chuột với hành tây này nghỉ ở đây chút nha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị tới cái nước ngâm. Tiếp theo đây các bạn, mình sẽ chuẩn bị nước để mình ngâm cái dưa chuột nha. Thì đây là 350ml giấm nè. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ cho đường cát vào, cái lượng đường cát ban đầu á các bạn. Rồi cho vào đây 20g muối nha. Rồi bây giờ mình sẽ đun cho cái chỗ muối với đường giấm này nó tan vào nhau hết nha các bạn. Rồi quậy cho nó đều lên. Rồi bây giờ nước đã sôi nè các bạn, mình sẽ giảm lửa lại chút xíu. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho vào đây một chút xíu bột nghệ nha. Ít thôi, nhiều quá nó sẽ hăng khó chịu lắm. Tạo cái màu vàng vàng cho nó đẹp với các bạn. Rồi mình sẽ quậy đều cái chỗ bột nghệ này lên. Rồi cho nó vàng vàng giờ ok các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và chờ nước này nó nguội nha. Rồi cái món dưa chuột muối chua ngọt của mình này bạn, cái nước mình đã để nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây nha. Rồi mình sẽ cho cái nước muối của mình vào. Mình sẽ chế cái nước nó xăm xắp vậy là được các bạn. Đó, rồi đó, bây giờ mình sẽ để cái món dưa chuột muối chua ngọt của mình khoảng chừng 1 tiếng rưỡi nữa là mình sẽ ăn được liền nha các bạn.
Rồi đây nè các bạn, đây là cái món dưa chuột ngâm chua ngọt mình đã ngâm nãy giờ được tiếng rưỡi nè các bạn. Thì trước khi ăn thì mình cho vào đây một chút xíu ớt nữa nha cho nó ngon. Cái món dưa chuột ngâm chua ngọt này của mình nè các bạn, nếu mà mình không ăn liền thì mình có thể cho vào lọ và mình sẽ để được khoảng vài ngày đến một tuần lễ nha các bạn. Nó không sao cả, miếng dưa rất là giòn các bạn, mặn mặn ngọt ngọt rất dễ ăn luôn. Và ăn thử miếng hành tây coi nó ngon. Hành tây của mình ngâm về nó sẽ không có bị hăng và nó cũng rất là dễ ăn luôn các bạn. Rồi đến đây mình sẽ kết thúc cái món dưa chuột ngâm chua ngọt của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy vui lòng like và share video để cho mọi người cùng xem. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình luôn nha các bạn. Thì đồng thời lúc đăng ký kênh thì các bạn nhớ click vào cái chuông ở kế bên cái nút đăng ký để nhận thông báo mới mỗi khi mình update video mới lên nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của bọn mình.